Tôi là Phạm Trấn, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những Vấn Đề Việt Nam trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cái tuần này, tôi lại tiếp tục thưa chuyện với quý vị về vấn đề hiến pháp. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói về những cái chi tiết, những cái bản hiến pháp được gọi là hiến pháp 1992 sửa đổi đang được lấy ý kiến ở trong nước. Cái vấn đề bây giờ là thưa quý vị, ở trong nước đã có một cái phong trào quần chúng nổi dậy để chống cái sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cộng sản việt nam từ trước cho đến bây giờ và xuyên qua rất nhiều bài báo của các phe ở trong quân đội cũng như là công an đều cho rằng cái quyền lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là một cái sự hiển nhiên không có thể ai chối cãi được và không có thể nào có thể có những cái biện bạch những cái lý do để mà phủ nhận cái vai trò lãnh đạo bất di bất dịch của đảng cộng sản việt nam thưa quý vị cái quan điểm này đã nổi lên ở trong nước một phong trào chống đối lại người dân ở trong nước thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội thưa quý vị. Từ những người trí thức cho đến các cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện bây giờ vẫn còn đang làm việc cho nhà nước hoặc là trong đảng kể cả một số sĩ quan trong quân đội. Trong số đó có một vài vị tướng đã về hưu cũng đồng thời lên tiếng hợp tác với rất nhiều thành phần trong xã hội, kể cả những người đi buôn bán, nhà nông và công nhân lao động ở khắp các miền đất nước đã chống đối không chấp nhận cái chuyện cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam có cái quyền đương nhiên là được quyền lãnh đạo và độc quyền đông đảng. Đấy là một cái phong trào mà tôi cho rằng là đây là một cái quách của cách mạng mà nổi lên ở trong nước sau 68 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thưa quý vị. Đây là lần đầu tiên có một phong trào quần chúng đã bất chấp những sự đe dọa khủng bố đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trong nước ra nước ngoài. Phần nhiều là những người trẻ và những người nông dân cũng như những thành phần mà đã xây dựng nên cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là những thành phần công nông thưa quý vị đây là một tôi cho rằng đây là một cái biến cố lịch sử rất quan trọng sau 83 năm Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt ở trên đất nước Việt Nam. Vậy thì thưa quý vị, cái phong trào này đang diễn biến như thế nào ở tại trong nước cũng như ở tại hải ngoại? Cái vấn đề ở trong nước là thưa quý vị, bắt đầu từ một cái kiến nghị của nhóm 72 nhà trí thức thưa quý vị. Kể từ ngày 19 tháng Giêng năm 2013, họ đã đưa ra một cái kiến nghị để góp ý vào cái bản sửa đổi hiến pháp 1992 của nhà nước đã đưa ra bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng riêng và thời hạn góp ý kiến được ấn định là cho tới ngày 31 tháng 3. Thưa quý vị, đấy là cái đợt đầu. Bây giờ vào ngày mùng 6 tháng 3, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội đồng thời là trưởng ban soạn thảo cái bản sửa đổi hiến pháp này đã gia hạn thêm cái thời hạn lấy ý kiến toàn dân nối dài cho đến ngày 30 tháng 9 năm nay thưa quý vị. Đấy là một cái sự nhượng bộ rất quan trọng đối với những cái áp lực ở trong nước. Trong đó có những cái áp lực của mọi thành phần người dân như tôi đã nói ở đầu. Vậy thì cái phong trào này đang diễn tiến ra như thế nào thưa quý vị? Như tôi nói là cái bắt đầu từ cái bản kiến nghị của nhóm 72 nhà trí thức và cái kiến nghị đó bây giờ đã có tới gần 7.000 người góp ý kiến cho đến ngày hôm nay thưa quý vị cái bản có ý kiến đó của các nhà trí thức đã bác bỏ toàn diện cái bản hiến pháp của nhà nước đưa ra và cho rằng đảng cộng sản việt nam không có thể nào tiếp tục cầm quyền lãnh đạo đất nước mà không qua sự tín nhiệm của người dân qua một cuộc bầu cử dân chủ tự do bình đẳng và trong đó phải có sự tham dự của người dân việt nam và của các đảng phái khác, Đảng Cộng sản phải chấp nhận cái sự tham gia tranh cử công bằng với tất cả những đoàn thể chính trị cũng như những người dân khác ở tại Việt Nam. Đấy là cái mấu chốt của vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động một cái chiến dịch chống đối lại và cái điển hình là ông Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, thưa quý vị, ở tại Vĩnh Phú như chúng tôi đã đưa tin, ông Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng cho rằng tất cả những người nào phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được ghi trong cái điều 4 hiến pháp. Cái điều 4 hiến pháp đó đã bắt đầu có từ năm 1980. Đấy là một lần đầu tiên người ta sửa đổi hiến pháp năm 1959. Cho đến bây giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì cái điều 4. Và cái điều 4 đó lại được lập lại trong cái bản tu sửa lần này. Các trí thức cho rằng cái điều đó cần phải thay đổi. Và cái chế độ Cộng sản bây giờ không thể nào có thể tồn tại nếu không có sự bỏ phiếu công bằng của người dân. Sau đó, các nhà trí thức đã đưa ra một cái bản hiến pháp mà được soạn thảo bởi các nhà trí thức công bố, công nhận cái quyền tự do tranh cử của người dân. Và trong cái bản hiến pháp này đã đề nghị một cái tổng thống chế và có hai viện quốc hội, Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện trong một cuộc bầu cử công bằng tự do và quyền tư hữu của người dân làm chủ đất đai cũng phải được nhìn nhận tất cả những cái điều này. Thưa quý vị, cái lời của ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng những ai đòi phải thay đổi điều bốn hiến pháp, những ai đòi đa nguyên đa đảng thì đều tất cả những người đó đều ở trong cái tình trạng được gọi là suy thoái tư tưởng, suy thoái chính trị và suy thoái đạo đức. Cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp phản ứng rất mãnh liệt ở trong nước. Thưa quý vị, cái phản ứng đầu tiên đã đến từ một nhà báo trẻ tên là Nguyễn Đắc Kiên. Ông Nguyễn Đắc Kiên khoảng chừng 30 tuổi đã lên tiếng chỉ trích thẳng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng không có tư cách để đưa ra những cái lời tuyên bố như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể nói với đảng viên của ông. Và ông Nguyễn Đắc Kiên cũng cảnh giác là chưa chắc gì trong trên 3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã có người đồng ý với ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng phải xem xét lại mình xem có đủ tư cách để mà đưa ra cái lời tuyên bố đó không. Thưa quý vị, đây là một cái biến cố rất lớn và biến cố lần đầu tiên một nhà báo, một người làm cho báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một cái lời chỉ trích thẳng tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ trước bây giờ, từ trước cho đến bây giờ thưa quý vị, chưa có ai dám làm cái chuyện đó. Nhưng ông Nguyễn Đắc Kiên đã làm cái chuyện đó và ngay lập tức cái tờ báo của ông làm việc là tờ báo gia đình và xã hội đã sa thải ông cho rằng ông không còn tư cách để làm cái chuyện này. Thưa quý vị, cái quyết định của tờ báo đó là theo lệnh của ban tuyên giáo trung ương là cái cơ quan kiểm soát tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái cơ quan điều hành tất cả mọi chuyện việc làm của các tờ báo. Cái phản ứng của ở trong nước cũng như phản ứng ở nước ngoài đã bùng lên cho rằng những lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như cái hành động sa tải ông Nguyễn Đắc Kiên là một cái hành động độc tài không có thể chấp nhận được. Sau đó thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 2 thì phát động một cái chiến dịch của những người nhà báo trẻ ở trong nước. Những nhà báo trẻ này là những người nhà báo tự do được gọi là blogger đã đưa ra một cái lời tuyên bố được gọi là tuyên bố của các công dân tự do. Bác bỏ điều 4 hiến pháp. Bác bỏ cái điều được gọi là quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam rồi mới trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Họ cũng kêu gọi đa nguyên đa đảng và có bầu cử tự do. Đây là một cái biến cố thứ hai xảy ra sau cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, sau đó quý vị cũng biết là giáo hội công giáo đã rất nhạy cảm về tất cả những vấn đề tranh đấu ở trong nước từ trước cho đến bây giờ. Riêng trong cái bài bản kiến nghị của bảy nhóm 72 trí thức tiên khởi đã có sự tham dự của Đức cha Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh. Quý vị cũng biết là Đức cha Nguyễn Thái Hợp còn là chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo. Ủy ban Công lý Hòa bình đã đưa ra rất nhiều lời tuyên bố kể từ khi Đức cha Nguyễn Thái Hợp nhận cái chức vụ này đã lên án những cái sự vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, sự bất bình đẳng trong xã hội và những bất công trong xã hội đối với những người nông dân, đối với tất cả mọi thành phần trong xã hội. Cái gai trước mắt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những cái cuộc đàn áp thanh niên công giáo cũng như tin lành ở giáo Phận Vinh trong cái thời gian 2 năm vừa qua là nhắm mục đích chính là nhắm vào Đức cha Nguyễn Thái Hợp vì Đức cha Nguyễn Thái Hợp là cái người đã đứng ra chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả những cái vụ đàn áp tôn giáo ở tại địa phận Vinh đều có liên hệ tới với vấn đề này. Thưa quý vị, khi nhắc đến địa phận Vinh thì chúng ta cũng nhớ là ở Nghệ An, nơi mà có những cái biến cố năm 1956, giáo dân ở Quỳnh Lưu và Ba Làng đã nổi lên chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là một cái vùng được gọi là cái vùng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nhưng mặt khác cũng là cái nơi mà đồng bào công giáo Việt Nam Đã phát động những cái chiến dịch chống lại quyền cai trị độc tài Đàn áp tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1956 Chứ không phải là mới mẻ gì cho đến bây giờ thưa quý vị Đến đây thưa quý vị tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình Và tôi xin tiếp tục phần 2 của chương trình